ai cũng từng có một tuổi thơ, có khi là nhiều thiếu thốn, nhưng rộng rãi nụ cười và ước mơ. Trên những dặm dài đất nước, chúng tôi không chỉ muốn là người bạn đường tin cậy, mà còn là người gieo những niềm vui. Bởi còn rất nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S này, vẫn còn đó những em nhỏ kém may mắn, sống trong điều kiện thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Cuộc sống khó khăn nên giấc mơ của các em cũng đơn giản hơn bao giờ hết. Trước khi có cái khu vui chơi này thì chúng cháu ta chơi những cái trò đá cầu, rồi nhảy dây. Nhưng mà khi có cái khu vui chơi này thì chúng cháu đã chơi những cái trò đấy là mới lạ, nhiều sắc màu, bổ ích. Những cái trò chơi thì rất là hay. Trò xích đu thì là đu đi đua lại rất là mát. Còn trò cầu trượt thì là tạo cho cháu cảm giác mạnh, rất là thích thú. Là một trong những doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và xuất khẩu sam lốp, Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam Casumina còn là doanh nghiệp có nhiều hoạt động vì cộng đồng bền bỉ trong những năm qua. Những hình ảnh này, ánh mắt này đã thúc đẩy những đoàn viên thanh niên của Casumina cần phải làm ngay một điều gì đó cho các em. Đúng cái dịp kỷ niệm là 45 năm của công ty là 19 tháng 4 1976 như là 19 tháng 4 năm 2021. Đoàn thanh niên công ty Casumina là đã lên cái ý tưởng đó là mỗi người góp một cái bản vẽ thiết kế cũng như là cái ý tưởng trong việc là chế tạo những cái sân chơi làm sao mà đảm bảo được độ an toàn cũng như là độ bền cho các em thiếu nhi. Rồi ngoài ra thì các đoàn viên ở phòng cơ năng là chính là những cái bạn đoàn viên là sẽ chế tạo cũng như là lắp đặt những cái sân chơi này tại những cái địa phương cho các em thiếu nhi. Được sự ủng hộ về mặt chủ trương của lãnh đạo công ty, đội ngũ những đoàn viên thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết của Casumina đã bắt tay ngay vào việc. Họ hiểu được tầm quan trọng của những sân chơi dành cho trẻ em. Mỗi sân chơi sẽ là một món quà ý nghĩa cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, khu vực còn nhiều khó khăn. Những sân chơi ngoài trời có thể giúp các em phát triển về mặt thể chất, kỹ năng sống, khả năng thích nghi, hòa nhập với môi trường. Tận dụng những chiếc lốp xe bỏ đi, biến chúng thành những sân chơi hấp dẫn, có độ bền cao, an toàn với trẻ em là ưu tiên hàng đầu của nhóm thiết kế. Cái lốp xe này là sau khi được sử dụng hoặc là những cái lốp mà phế phẩm thì chúng ta sẽ không sử dụng được và sẽ thải loại ra môi trường bên ngoài thì sẽ rất là gây ô nhiễm môi trường. Thì thay vào đó thì chúng ta sẽ tái chế lại và sử dụng những cái lốp xe này để làm sân chơi. Cho các em thiếu nhi thì coi như là lốp xe nó sẽ có một cái hành trình thứ hai để thực hiện đúng cái vai trò và chức năng của nó. Trên công trường này, giữa cái nắng của mùa hè, màu áo xanh của đoàn thanh niên, của tinh thần xung kích tiên phong như gieo vào đất những hạt mầm của sự tử tế. Từ tháng 10 năm 2020 đến nay, chương trình xây dựng và trao tặng 45 sân chơi cho thiếu nhi từ lớp xe tái chế đã được đoàn thanh niên Casumina tích cực triển khai. Với tổng kinh phí xây dựng 10 tỷ đồng, cùng với sự ủng hộ nhiệt thành của Hội đồng đội Trung ương, sự thống nhất cao của lãnh đạo công ty, dự án đã hiện thực hóa ước mơ của biết bao em nhỏ trên đất nước ta. Nhiệt huyết của các bạn đoàn thanh niên của tại địa phương, các bạn rất là năng nổ khi mà nắng, bụi, gió, đủ thứ nhưng mà các bạn vẫn ra trồng cây bình thường. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhìn thấy các bé rất là vui khi mà có sân chơi hoạt động như thế này. Thật ra thì cần giờ mình cũng ít quá ít sân chơi cho các bạn thiếu nhi. Thì có những cái sân chơi thế này thì sẽ giúp cho các em giải lao trong cũng như là giải trí cuối tuần hoặc là những cái giờ buổi chiều khi các em đi học về thì các em cũng có cái khu vui chơi để các bạn có thể thoải mái vui đùa. Mình thấy học sinh của mình cũng như là vui thích
thấy thú vị với những cái không gian xung quanh thì mình cảm thấy là mình vui theo các em đó. Và mình cũng hy vọng rằng là các em cũng sẽ giữ mãi cái nụ cười như này và mãi vui như thế này. Những sân chơi, màn quyết tâm và sức trẻ của Kasumina lần lượt ra đời ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sân chơi này đã được cắt banh khánh thành vào đúng dịp cả nước kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhân cái kỷ niệm thì tiến tới là 90 năm ngày thành lập đoàn, thì tiến tới là 40 năm kỷ niệm ngày thành lập công ty. Chúng tôi cũng đã triển khai theo đúng kế hoạch tiến độ. Khi mà triển khai đến các địa phương thì nhận được cái sự ủng hộ rất nhiệt tình, đặc biệt nhận được sự ủng hộ của Trung ương đoàn nữa, thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự và cảm thấy mình làm được một việc làm rất có ý nghĩa. Tất cả trò chơi như xích đu, đi thăng bằng, bập bên, ghế ngồi đều được tận dụng từ lớp xe cũ và nhanh chóng trở thành điểm hẹn, nơi dâng lên những niềm vui của con trẻ sau mỗi giờ tan học. Con chơi này có rất nhiều cách làm con thích. Con thường chơi ở đây vào thứ bảy và chủ nhật. Con thích nhất trò chơi ở đây là trò chơi bập bênh. 45 sân chơi cho thiếu nhi cũng là món quà đặc biệt mà Kasumina muốn dành tặng cho cộng đồng nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập. Đây cũng là cột mốc quan trọng khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt nằm trong top 60 doanh nghiệp săm lớp hàng đầu thế giới. Nụ cười được bắt nguồn từ những niềm vui, nhưng có lúc niềm vui khó được là nhờ nụ cười. Điều mà con thích nhất ở sân chơi này là có thể giải trí sau những giờ học căng thẳng, và có những trò chơi để mình vận động tốt cho sức khỏe, có thể chơi những trò chơi đầy đủ màu sắc và chúng ta có thể chơi những trò chơi vận động như leo trèo để tăng cường sức mạnh. Lần đầu tiên trong trường con có cái sân chơi có xích đu, cầu tuột, có bập bên. Con thích nhất là xích đu tại vì nó đu qua đu lại rất là mát. Mình cũng rất là thích cái môi trường ở đây. Giống như là có cái sân chơi để cho các em nó hoạt động thể chất á. Nhiều khi thời gian nó học nhiều cái không có thời gian để mình đi ra ngoài mình hoạt động thể chất. Ở đây có luôn thì nhiều khi nó tiện mà nó vui nữa, cho các em nó năng động chút xíu. Nó không có phải ở nhà, nhiều khi mấy đứa giờ nó ở nhà nó cứ bấm máy tính nào không. Mong rằng là công ty chúng tôi trong thời gian tới có thể xây thêm được, cũng như là lắp đặt thêm được nhiều cái sân chơi hơn nữa để góp phần cho Việt Nam chúng ta tạo một cái môi trường cho các em có thể vui chơi và phát triển thể chất để phát triển con người của Việt Nam trong tương lai. Mỗi hạt mầm tử tế dù bình dị và nhỏ bé, nhưng ai trong chúng ta cũng có thể gieo vào cuộc sống này mọi lúc, mọi nơi để chất chiêu tình yêu thương và dâng lên những thiện lành trong cuộc đời.